Xe thành bưởi gây tai nạn làm 4 người chết, nhói lòng chia sẻ của người ở lại. Chiều 30 tháng 9, sau khi kiểm tra hiện trường vụ tai nạn trên quốc lộ 20, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, cùng đoàn công tác đã đến huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình 4 người trên xe khách Hải Đăng tử vong trong vụ tai nạn trên quốc lộ 20. Tại căn nhà nhỏ của nạn nhân NAT tại tỉnh Bình Thuận, gần 100 người đang phụ giúp gia đình lo hậu sự. Căn nhà nằm bên đường đất bụi mù mịt, hôm nay kín người ra vào nhưng ai cũng đượm buồn. Chia sẻ với gia đình nạn nhân, ông Khuất Việt Hùng cho biết lực lượng chức năng đang nhanh chóng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Vừa lau nước mắt, bố nạn nhân T cho biết anh T là con trai đầu trong gia đình, đã kết hôn và sinh được 2 con. Anh T làm nghề buôn bán tự do, thường xuyên đi đi về về giữa Đức Linh và thành phố Hồ Chí Minh. T nói hiền lành, suốt ngày lo làm ăn để có tiền lo cho gia đình vợ con, vậy mà số lại mất sớm, bỏ các con bơ vơ, bố nạn nhân T chia sẻ. Cách nhà anh T không xa là nhà cháu NXK, nạn nhân thứ 2 trong vụ tai nạn. Khang mới 17 tuổi, là con thứ 2 trong gia đình có 2 anh em trai. Riêng tài xế C và chị L là hàng xóm cách nhau chỉ một căn nhà. Hai dạp tang lễ dựng cạnh nhau khiến người dân trong xóm nhỏ đều xót xa. Bố tài xế C cho biết, trước đây ông làm bảo vệ, giờ đi bán kem. Gia đình dành dụm được chút ít nên đưa cho C thêm vào mua xe trả góp để tự chạy. Giờ gặp tai nạn, cả nhà không biết sống sao.